Thưa quý vị và các bạn, công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 được huyện Bắc Yên khẩn trương triển khai thực hiện. Đến ngày 24 tháng 9, địa phương này đã hoàn thành việc sơ tán, di chuyển người và tài sản của nhân dân bản Ngậm, xã Song Pe đến nơi ở an toàn. Phản ánh của phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Bắc Yên. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện Bắc Yên, ngày 11 tháng 9 tại bản Ngậm, xã Song Pe xuất hiện vết nứt hở rộng, nguy cơ sạt trượt cao đe dọa an toàn hơn 100 hộ dân trong bản. Trước thông tin này, huyện Bắc Yên đã thành lập các tổ công tác huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Trong số 107 hộ dân của bản Ngậm, có 13 hộ đi làm ăn xa, không phải bố trí phương án di dời. Đến nay, đã hoàn thành việc di dời 94 hộ dân với 289 nhân khẩu, đến sơ tán tại lán trại tại khu tái định cư suối Tàu, bản Tăng, xã Triềng Sai an toàn. Chuyển ra tái định cư ở bản Tăng thì các anh em ở trên huyện xã, anh em bộ đội cũng xuống giúp làm lán cho, thì chuyển đi cũng tạm ổn định. Đối với phương án bố trí lớp học, hiện nay bản Ngậm có một lớp tiểu học đã mượn lớp học riêng và một lớp mầm non được bố trí học ghép tại bản Tăng, xã Triềng Sại, đảm bảo cơ sở vật chất để học tập. Khó khăn trước mắt đối với các cháu và cô giáo là một số những cái đồ dùng sinh hoạt thiết yếu để phục vụ cho các cháu cũng như là cô giáo có thể là tiếp tục giảng dạy trong thời gian tới. Và một cái khó khăn nữa đó là về cơ sở vật chất thì đối với lớp học thì khá là đảm bảo. Tuy nhiên thì một số công trình phụ trợ của điểm trường Bản Tăng hiện tại thì mấy năm nay là nhà trường là không mở lớp tại đây. Thế cho nên là một số công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, bể nước thì hiện tại đã xuống cấp khá là trầm trọng. Chúng tôi đảm bảo đời sống cho nhân dân, thực hiện đồng bộ các biện pháp hỗ trợ theo chính sách chế độ từ ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn xã hội hóa. Và đang tiếp tục kêu gọi các cái tổ chức nhà hảo tâm để mà ủng hộ, hỗ trợ cho bà con nơi sơ tán. Và đồng thời đó là tiếp tục rà soát lán trại để đảm bảo cái sinh hoạt cho người dân. Thời gian tới, Bắc Yên sẽ tiếp tục khảo sát địa điểm đề xuất với tỉnh bố trí kinh phí đầu tư, sớm xây dựng khu tái định cư cho bà con nhân dân bản Ngậm để ổn định đời sống.